Trưa ngày 11 tháng 10, đoàn công tác gồm Sở Công Thương Gia Lai và huyện Chư Prong đã có mặt tại vị trí đập tràn tự do của nhà máy thủy điện Yclay 2 ở xã Yga, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, do công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư, để kiểm tra thực tế việc bức tường bê tông đổ sập. Tại hiện trường, phần đập tràn đang xây dựng bằng bê tông, có cống xả nước, phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn bị vỡ nát, đổ ập xuống hạ du, nằm lăn lóc ở nhiều góc. Các khối bê tông bị vỡ có độ dày khoảng từ 50-100cm, trơ sắt. Phần bê tông còn sót lại, đang giữ cố định trên đập tràn, cũng bị bể nhiều mảng. Phía hạ du, cây cối bị nước cuốn tan hoang, chuối, hồ tiêu cũng bị nước thổi bay, ngã rạp xuống đất, trơ những quả tiêu non chờ héo. Ông Đoàn Đức Ninh, cán bộ kỹ thuật của Thủy Điện cho biết, tường bê tông mới xây cao khoảng 2m, dài khoảng 90m, trong đó phần bị nước cuốn dài khoảng 50m. Sự cố tường bê tông bị cuốn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 10. Thời điểm trên, ông có mặt ở thủy điện. Khi tường bê tông bị nước cuốn, ông không nghe tiếng đổ sập. Đến khi thấy nước đổ về nhà máy nhiều, ông chạy lên kiểm tra và phát hiện. Làm việc với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yga cho biết, tính đến chiều ngày 10 tháng 10, qua thống kê sơ bộ, có 19 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 23,8 hectare cây trồng. Đến sáng nay, có thêm nhiều hộ dân khác lên trình báo việc bị ảnh hưởng do thủy điện. Địa phương đang phối hợp với phòng ban đi thống kê số lượng, diện tích, tránh để dân thiệt. Như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã phản ánh, thủy điện Yclay 2 do công ty cổ phần thủy điện Khải Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Thủy điện này có công suất thiết kế 12 MW. Đang trong giai đoạn thi công thì xảy ra sự cố trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Yclay 2 làm ảnh hưởng đến dân.